Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, năm 2022, muốn giàu nhanh phải nghe hết video này. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì mến chúc quý vị gặp nhiều may mắn và thành công. Quý vị thân mến, một trong những con giáp may mắn trong năm Nhâm Dần 2022 khi nói đến thì không thể nào bỏ qua những người tuổi Kỷ Mùi. Tử vi học có nói mỗi người khi sinh ra thì đều có một số mệnh khác nhau. Có những người từ nhỏ sinh ra đã có số phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới giàu lên được. Việc xem tử vi cho tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần cho chúng ta biết được những việc có thể xảy ra để biết cách mà phòng tránh. Phần luận giải chi tiết tử vi của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng trong năm 2022 được thực hiện bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua lá số tử vi sẽ cho quý vị biết được bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của mình. Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng trong năm 2022 thì sẽ biết được thiên cơ, biết được những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, thay đổi cả sự nghiệp của bạn cũng như là tình duyên gia đạo của mình. Sẽ nắm bắt được tổng quan quý vị sinh năm 1979 có điều gì đặc biệt, và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi cho tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng trong năm Nhâm Dần 2022. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, năm 2022 nữ mạng, tung cánh bay trời cao. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, năm 2022 nữ mạng cho hay, tổng thể vận trình của những người sinh năm 1979 vẫn khá lý tưởng trong năm Dần. Những cô gái Kỷ Mùi đã bước sang tuổi 43, tài lộc tương đối ổn định. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, năm 2022 nữ mạng, tổng quan. Vận trình tài lộc của những người tuổi Kỷ Mùi năm 2022 diễn ra như thế nào? Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, năm 2022 nữ mạng cho hay, tổng thể vận trình của những người sinh năm 79 vẫn khá lý tưởng trong năm Dần. Những cô gái Kỷ Mùi đã bước sang tuổi 43, tài lộc tương đối ổn định, bản mệnh không có thái tuế cản đường cũng như các hung tinh lớn cản trở. Tuy nhiên, những người tuổi Kỷ Mùi cần phải chú ý đến tiểu hao và tử phủ. Về mặt sự nghiệp, có Nguyệt Đức hộ mệnh nên những người tuổi Kỷ Mùi có cơ hội làm việc. Dự kiến trong năm Dần, bản mệnh sẽ được tăng lương. Về tình cảm và mối nhân duyên cũng có Thiên Hỷ hoặc Gia An hỗ trợ. Vì vậy, hầu hết những người cầm tinh con dê năm nay khá may mắn. Về cơ bản, không cần phải lo lắng quá nhiều về sức khỏe của bản thân. Để vận trình năm nay được hanh thông may mắn, các thầy phong thủy khuyên gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Năm 2022 Nhâm Dần, thái tuế tinh là Hạ Ngạc đại tướng quân cai quản. Thái tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần sát lớn nhất của năm. Mang theo kim bài thái tuế bên mình, đặt trong ví, trong túi hay sau ốp điện thoại để được ngài che chở, phù hộ. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, năm 2022 nữ mạng cho biết, vận may sự nghiệp của những người cầm tinh con dê này cũng rất mỹ mãn. Với sự trợ giúp đắc lực của các tinh Nguyệt Đức, người tuổi Kỷ Mùi năm nay phát triển lý tưởng, năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc của bản mệnh được nâng lên rất nhiều, đồng thời cũng được ban lãnh đạo công ty trọng dụng. Vì vậy, trong năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Kỷ Mùi phải nỗ lực gấp bội, không phụ sự kỳ vọng quá cao của cấp trên. Con giáp này đừng lãng phí vận may do ngôi sao may mắn Nguyệt Đức mang lại. Tài vận đánh giá 3 sao. Theo tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, năm 2022 nữ mạng, thì đường tài lộc của những quý cô cầm tinh con dê chỉ ở mức trung bình. Mặc dù thu nhập tài chính tích cực của bạn trong năm nay có thể được thúc đẩy bởi sự nghiệp của bạn, nhưng xét cho cùng, trong năm Nhâm Dần, hung tinh tiểu hao xâm phạm đường tài lộc nên nó ít nhiều cũng gây cản trở con đường tài lộc của những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Vì vậy, trong năm Dần, người tuổi Kỷ Mùi cần phải cẩn thận để tránh bị tiểu hao phá vỡ tài lộc. Đồng thời, những người này phải cố gắng hạn chế tối đa việc tiếp xúc với các hoạt động tài chính như đầu tư tài chính, kẻo bị thua lỗ do tài vận kém hoặc thậm chí lỗ nhiều hơn lãi. Bởi thế, cho nên những gia chủ tuổi Kỷ Mùi hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo.
Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng chú Lục Đại Minh Chú và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang vòng bên mình, sẽ được thần Phật độ mạng che chở, giúp cho vận trình của năm được may mắn thuận lợi, công việc thuận đà phát triển, tiền bạc kéo đến ầm ầm. Tình cảm, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, năm 2022 nữ mạng cho hay, vận trình tình cảm của những người này tương đối lạc quan. Với sự trợ giúp của các sao tốt như Thiên Hỷ, con giáp tuổi Mùi sẽ có vận đào hoa, vô cùng mạnh mẽ. Những người độc thân và người có đối tượng đều có thể được hưởng sự vun đắp của tình yêu trong năm Dần. Đặc biệt, mối quan hệ giữa người cầm tinh con dê và nửa kia trong năm Nhâm Dần 2022 luôn nồng ấm, tương tác và tiếp xúc với nhau ngày càng khăng khít. Đời sống tình cảm của cả hai trở nên rất ổn định và hài hòa, ít có xung đột hay cãi vã. Trong năm 2022, người tuổi Mùi sinh năm 1979 có nhân duyên vô cùng tốt đẹp, nhận được sự trợ giúp của các tinh gia an. Con giáp tuổi Mùi có cơ hội lớn gặp được quý nhân trong năm. Đặc biệt, một số người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ một số quan chức cấp cao trước công chúng. Điều này giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội của bản thân. Vì vậy, người cầm tinh con dê nên nắm bắt cơ hội phát triển của bản thân và chủ động ra ngoài hoạt động, có thể sẽ thu được lợi ích bất ngờ. Sức khỏe, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, năm 2022 nữ mạng cho biết sức khỏe của những người này có thể giảm sút trong năm Nhâm Dần. Dưới sự xâm nhập của hung tinh tử phù, những người cầm tinh con dê chắc chắn sẽ gặp vấn đề về sức khỏe. Trong số đó, tai nạn thương tích là dễ xảy ra nhất, chẳng hạn như chấn thương trong các hoạt động ngoài trời, say nắng, v.v. Vì vậy, trong năm Nhâm Dần 2022, những người cầm tinh con dê sinh năm 1979 càng phải chú ý đến vấn đề an toàn cá nhân, đừng quá bất cẩn, kẻo gặp tai nạn. Bên cạnh đó, để hóa giải những thị phi và vận đen của năm, Thầy Gia Cát có khuyên quý gia chủ tuổi Kỷ Mùi hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay phong thủy tam hợp quý nhân. Đây chính là pháp khí phong thủy được chế tác theo bộ tam hợp quý nhân của tuổi Kỷ Mùi. Khi mang theo bên mình, sẽ được quý thần tương trợ, giúp cho công việc được hanh thông, may mắn. Đồng thời, hòa hợp các mối quan hệ trong gia đình, trong công việc cũng như trong cuộc sống, giúp cho chúng ta có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. Hung cát. Vận trình tổng thể của những con giáp tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong năm 2022 tương đối tốt. Năm Dần, do không chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, cho nên người tuổi Kỷ Mùi sẽ không bị tài sát tấn công trong năm nay. Mặt khác, bản mệnh được bảo vệ bởi các ngôi sao may mắn trong các vận may khác nhau, chẳng hạn như Nguyệt Đức, Thiên Hỷ và Gia An, sẽ mang lại nhiều may mắn cho người tuổi Kỷ Mùi trong năm 2022 Nhâm Dần. Do đó, tài lộc của bạn đang trong tình trạng phát triển ổn định và suôn sẻ. Tuy nhiên, trong năm Dần cũng có sự xuất hiện của tiểu hao và tử phù, có thể làm cản trở đường tài lộc và sự an toàn của những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Những người này cần đặc biệt lưu ý vấn đề ở hai khía cạnh này. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2022 nữ mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1 đánh giá 4 sao. Quý cô 43 tuổi cầm tinh con dê có tài lộc khá tốt trong tháng này. Với sự trợ giúp của các tinh, những người tuổi Kỷ Mùi liên tục làm được những điều tốt đẹp trong tháng này và bản mệnh có thể thường xuyên gặt hái được những niềm vui trong cuộc sống. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, những người sinh năm 1979 được năng lượng tích cực bao trùm, dù làm gì cũng đạt được điều mình mong muốn, may mắn luôn ở bên bạn để giành được thắng lợi. Tháng 2, đánh giá 3 sao. Sức khỏe của những người tuổi Kỷ Mùi không được tốt cho lắm trong tháng này do sự can thiệp của sao xấu tử phù xâm phạm. Trong tháng 2 này, nhiều người sinh năm 1979 dễ bị tai nạn thương tích. Đặc biệt, những người làm những công việc có tính rủi ro cao như phi công thử nghiệm, phóng viên chiến trường, diễn viên đóng thế, khai thác than, tại thời điểm này bản mệnh dễ gặp phải tai họa đẫm máu khiến cho sức khỏe bản thân bị tổn hại, ảnh hưởng. Vì vậy, tử vi khuyên người tuổi Kỷ Mùi trong tháng này phải tự lo cho an toàn của bản thân. Những người cầm tinh con dê cần phải chú ý và cẩn thận hơn trong mọi việc, đề phòng nguy hiểm đến với mình. Tháng 3, đánh giá 3 sao. Vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Mùi trong tháng này có phần khởi sắc. Với sự giúp đỡ của các tinh Nguyệt Đức, người cầm tinh con dê kiếm bộn tiền trong tháng này, bản mệnh có thể thu được nhiều khoản thu nhập bất ngờ trong các khía cạnh của cuộc sống. Đặc biệt, một số người cầm tinh con dê sinh năm 1979
có kinh nghiệm quản lý tài chính nên có rất nhiều cơ hội kiếm tiền trong tháng này. Và con giáp này thường có thể kiếm được lợi nhuận khá tốt trong lĩnh vực cổ phiếu hoặc đầu tư. Đây cũng là điều rất may mắn cho những chú dê. Tuy nhiên, dù vận trình tài lộc của bạn trong tháng này khá tốt, nhưng bạn cũng phải nhớ đừng quá xa hoa lãng phí, kẻo ảnh hưởng đến sự phát triển tài chính của bản thân trong tương lai. Nếu cần, những quý cô sinh năm 1979, hãy lập kế hoạch trước và lập kế hoạch cho tương lai. Tháng 4, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, năm 2022 nữ mạng cho biết tình cảm của người này rất lạc quan trong tháng này. Dưới sự bảo hộ của gia an, của các cát tinh, quý nhân của người cầm tinh con dê trong tháng này mang đến cho bạn may mắn. Đó có thể là trong đời thường, gặp bạn bè hoặc là tri kỷ. Đồng thời, được sự giúp đỡ của bạn bè nên mọi mặt về đường tài lộc của người tuổi Kỷ Mùi đều được cải thiện. Điều này có thể nói là hạnh phúc nhân đôi. Tháng 5, đánh giá 4 sao. Trong tháng 5 Nhâm Dần 2022, vận trình tình cảm của những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 sẽ được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, với sự trợ giúp của Thiên Hỷ, cả người độc thân và người kết hôn đều có thể có được cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc trong tháng này. Một số người tuổi Kỷ Mùi độc thân sinh tại thời điểm này có tình duyên tương đối bền chặt. Nếu bản mệnh có thể mạnh dạn chủ động thì chắc chắn rằng bạn sẽ có thể gặt hái được những thành quả bất ngờ trong tình yêu. Tháng 6, đánh giá 4 sao. Năm 2022, vận may về sức khỏe của những người cầm tinh con dê có phần cải thiện trong tháng 6. Được biết, các ngôi sao may mắn che chở và giúp đỡ những người vốn dĩ có thể chất yếu. Tại thời điểm này, có thể duy trì trạng thái tinh thần và sức khỏe tương đối ổn định. Thể chất của những người tuổi Kỷ Mùi phục hồi tương đối tốt. Nếu tăng cường luyện tập thể dục thể thao nhiều hơn, có thể nâng cao thể lực và sức đề kháng được cải thiện. Tháng 7, đánh giá 3 sao. Tài vận của những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng này có phần đi xuống, đặc biệt dưới sự tác động của sao Tiểu Hao, hung tinh, tuổi Mùi càng tăng thêm ham muốn tiêu dùng trong tháng này. Bản mệnh tiêu tiền bừa bãi hoặc tiêu xài bừa bãi khiến tiền tiết kiệm bị phung phí. Vì vậy, người cầm tinh con dê tháng này nên điều chỉnh tâm lý để tiêu dùng hợp lý, đừng quá xa hoa kẻo tiền mất tật mang mà túng quẫn. Tháng 8, đánh giá 5 sao. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 phát triển khá tốt trong tháng này. Với sự giúp đỡ của cát tinh Nguyệt Đức, hiệu quả công việc của bạn cùng đồng nghiệp được cải thiện trong tháng này. Bất kể vấn đề khó khăn ở nơi làm việc như thế nào, bạn sẽ luôn dễ dàng giải quyết. Đồng thời, những người cầm tinh con dê có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp ở nơi làm việc, trong công ty cũng rất hòa thuận, vì vậy tổng thể tài lộc rất tốt. Tháng 9, đánh giá 3 sao. Tình cảm hôn nhân về tình yêu của người 43 tuổi cầm tinh con dê trong tháng này sa sút. Đối với những người đã có gia đình, sự xuất hiện của sao Thiên Hỷ có thể tiếp thêm cho bạn nhiều vận may về tình cảm nhưng cũng mang lại nhiều ảnh hưởng từ vận đào hoa. Đặc biệt, một số người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 có sức hấp dẫn hơn người. Trong tháng này, bạn sẽ dễ bị người khác giới quấy rối. Điều này khiến cho đối tác hiểu lầm, cảm thấy mâu thuẫn và không tin tưởng, rơi vào khủng hoảng. Vì vậy, đối tượng nên chú ý đến lời nói và việc làm của bản thân trong cuộc sống. Những người này hãy cố gắng đừng quá để ý, giữ khoảng cách phù hợp với người khác phái để tránh hiểu lầm. Tháng 10, đánh giá 3 sao. Người tuổi Kỷ Mùi có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe trong tháng này, đặc biệt khi trời bắt đầu trở lạnh. Vì vậy, những người cầm tinh con dê nên chú ý bổ sung trang phục phù hợp trong tháng này. Bản mệnh nên chuẩn bị quần áo ấm tránh rét, phòng khi bệnh tật và hàn khí xâm nhập vào trong người. Tháng 11, đánh giá 3 sao. Tổng thể đường tài lộc của người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng này nhìn chung ở mức trung bình. Vận may về mọi mặt của bạn trong tháng này tương đối ổn định. Về cơ bản, người tuổi Kỷ Mùi sẽ hiếm khi bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài hay chiêm tinh. Vì vậy, những người này cần tận hưởng cuộc sống của mình ở hiện tại. Tháng 12, đánh giá 3 sao. Vận trình tài lộc của những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 có thể gặp chút gian nan trong tháng này. Đối với những người đã có gia đình, thời điểm cuối năm đang đến gần và bạn có thể phải giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến gia đình như là làm việc nhà hay là chuẩn bị đón năm mới. Điều này khiến cho những người sinh tuổi Kỷ Mùi sẽ trở nên bận rộn hơn. Tuy nhiên, mặc dù vậy, những người tuổi Kỷ Mùi cũng không nên làm việc quá sức. Đôi khi, họ chỉ cần nghỉ ngơi, thư giãn một chút, đừng tạo áp lực cho bản thân. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng trong năm 2022. Và chắc hẳn là quý vị đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi, đúng không ạ?
Thông qua chương trình thì chúng tôi cũng luôn mong rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để từ đó có thể lên đời, đổi vận, giàu có hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại.